Lâu lắm rồi, bây giờ mới thấy chợ lớn mà có được một cái chú. Nay nó đâu có đèn xã tới tối thôi rồi. Đó, bây giờ là đẹp, nhộn nhịp. Ít ra chợ lớn cũng phải vậy chứ. Chợ lớn gì mà đi ngang biết bao nhiêu năm trời đều heo. Chỉ thấy nhộn nhịp ngay chỗ bán bánh tráng trộn thôi. Bây giờ có cái khu phố nước uống ẩm thực này nữa là quá ok. Đây là một cái ly giống như là đá bào siro trái cây nè, đang quậy lên. Nè con đòi ăn này nè cho con nè. Đó nè. Quậy lên. Có bơ nữa kìa. À. Nha để mẹ ấy cho con nha. Sạch 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 vậy đó. Cái này có đâu có cay đâu đúng không? Có siro đó nè. À đúng miếng ăn. Bạn thấy ly đó 30 cành hoa ok không? Cho với bộ đội chợ lớn uống. Đây nè, có đây là một miếng là hình như đây là bà rã da nè. Bà rã da. Đi đủ. Bắp bắp.